Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh, chưa có con. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Muốn thể hàn gắn lại. Nào xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Em hát đi dù mây hà về, hà trắng miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên cây, mây trôi trôi chim ngu đôi nhớ. Trời ơi, nhà trai còn thưởng thức âm nhạc nữa. Thôi, chào anh. Thôi anh, ta vừa đi vừa hát coi bộ lãng mạn quá ha. Không có, tôi nói anh Quyền Linh nghe thế này dạ. Cái bài này là có người thần tượng cái người ca. Ủa vậy hả? Ừ, không biết ai nữa. Bảo Yến hát hay lắm à, nhưng mà có người thần tượng hơn nữa. Ai nữa? Trời ơi, là bên đó là nói bên đây đó. Ủa vậy đó hả? Trời ơi, Vân thần tượng chị Bảo Yến, nó là mê chị Bảo Yến dữ lắm. Rồi, bài. Nào bây giờ bạn giới thiệu mình đi. Dạ, em tên là Lê Thị Thảo, em sinh năm 1970. 50. Trời ơi, nhìn Thảo rất là trẻ trung luôn đó. Dạ, chị Vân. Thảo là quê ở đâu? Dạ, em quê ba là ở Tiền Giang, Gò Công Tây anh. Còn quê má là ở Hóc Môn. Lúc trước em buôn bán, rồi sau đó em nghỉ ngơi khoảng này khoảng 9 năm. Bây giờ là đang ở nhà thôi? Dạ, ở nhà chăm má, nhưng mà mới mất này khoảng năm. Rồi, bạn bên nhà trai giới thiệu đi nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chẳng bạn dạ. Gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Hữu Lộc, 56 tuổi, quê ở Bình Phước chị. Nghề nghiệp là lái xe, cũng hơi lớn tuổi, giờ xe lái tôi. Trời, anh cũng hài hước vui nhộn ghê luôn á nghe. Vậy là cái địa lý đó sao Linh? Nó cũng không gần lắm. Vậy hả? Cũng khoảng 140 đến 150. Không, đường Bình Phước giờ chạy ngon lắm rồi. Rồi bây giờ bạn nói đi, bạn nói ưu điểm của bạn là gì và khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là thích sạch sẽ và gọn gàng, tươm tất trước khi mình bước đi ra đường là lúc nào cũng vậy hết. Cũng như nhỏ lớn vậy là em rất là chăm lo làm ăn, chăm chỉ. Và cái nhược điểm của em là tức là trong cái thời gian mà em ly hôn rồi và em không có biết cách chọn lựa, tức là sau ly hôn rồi em bị tổn thương nhiều á. Rồi cũng có nhiều người lớn người ta thấy em hồi xưa biết buôn bán giỏi, người ta cũng giới thiệu, mà sao em cứ nhìn cái lần đầu tiên em nhìn em thấy không có cảm tình lúc đầu, là em không có tìm hiểu, là em cho qua hết. Là tức là cái cơ hội đó em mất rất là nhiều. Và có thể là 5-7 đám luôn. Nhưng mà nó là mấy có mấy người con rồi? Em lập gia đình sau khi ở được có 4 tháng rưỡi là em ly hôn luôn á anh, khoảng năm sau là ly hôn luôn, chưa có con. Đó, em ly hôn nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em ly hôn đầu năm 2001 cho tới nay là 19 năm. Trước đó là tìm hiểu bao lâu? Dạ, không có tìm hiểu, đó là do anh chồng thấy em buôn bán là giỏi, là ảnh cũng giới thiệu. Rồi cái năm đó thấy 30 tuổi mà thấy ông xã cũng trắng trẻo đẹp, mình nghĩ là từ hai cái nghèo là mình lo làm ăn là được thôi, chứ không có nghĩ là chọn giàu. Em chỉ nghĩ là vậy, mình nhà em cũng nghèo nữa. Mà lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, không có tìm hiểu. Là sau đó là mua căn nhà rồi mâu thuẫn về tiền bạc rồi chia tay luôn. Em về nhà em ở rồi mạnh ảnh đi ảnh ở bên đâu không biết, ảnh đi chỗ ảnh làm, rồi sau đó anh không chịu quay về xin lỗi gia đình được khoảng gia đình năm sau là gia đình thấy là không có thật tình là kêu em phải ly hôn. Ồ, vậy hy vọng là ngày hôm nay sẽ là kết thúc cái vấn đề mà không may mắn đó của bạn. Anh có cho biết cái đường tình duyên của anh thế nào? Anh thì một vợ hai con nhưng mà đã ly hôn rồi. Ly thân thì năm 2009 nhưng mà chính thức ly hôn thì 2019. Rồi hai đứa con vợ với ai anh? Hai đứa con vợ với mẹ. Con đã lớn thì cũng đã đi làm hết rồi. Anh là có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc, nóng tính. Còn ưu điểm thì nói đúng hơn là việc gì cũng biết làm, kể cả việc nhà. Rồi hiện nay anh không lái xe nên nhà làm gì? Giờ vẫn còn lái xe. Tức là anh có xe nhà riêng. Rồi. Rồi sống với ai? Sống một mình. Bây giờ anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, anh nói đi. Chỉ cần mấy chữ thôi. Chung thủy, hiền lành, thật thà. Vậy thôi đúng không? Vậy thôi. Chào anh. Mình dán bên ngoài á thì anh... Mình dán bên ngoài thì trời xanh sao mình chịu vậy, chứ mình không có đòi hỏi thêm. Đẹp theo cái kiểu của người ta. Dạ. Rồi muốn hỏi thêm anh là tại sao trong 10 năm đó anh không mở lòng với ai nữa? Tại vì 10 năm đó là nói chung là cũng nhiều sự cố lắm. Nhưng mà mình chờ đợi coi phía bên đối phương của mình có một cái gì thay đổi hay không. Muốn thể hàn gắn lại để cho... Muốn hàn gắn. Thôi, chào gái. Dạ, anh chào anh Linh. Mình muốn tìm một người tri kỷ như thế nào? Trước tiên là không có hút thuốc là cái điều mà em thích nhất. Khuyết điểm của tôi thì hay hút thuốc. Và nóng tính thì cũng phải biết là nóng tính ở cái mức độ nào. Kềm hãm lại và biết hiểu được cái người phụ nữ là cái điều đó là... Trời ơi, cô gái này ngày xưa 19 năm trước là xinh lắm đó.
nhiều khi nhắc lại là em hay khóc lắm, tại vì em cảm thấy em tủi lắm. Mà bây giờ em vừa siêng năng nữa, mình cũng là siêng năng biết lo làm ăn nữa rồi. Tự nhiên sao cái đường tình duyên nó lận đận. Tại sao không phải lận đận mà 19 năm em như thế em bỏ qua một tuổi thanh xuân rất là đáng tiếc. Dạ. Rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi đến những người mà chị bạn, hàng xóm, chị bạn thân. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh và cô Hồng Vân. Chị thấy cái anh bên đây cũng là tình trạng như em đó, cho nên mà ảnh có những cái ưu điểm, khuyết điểm như vậy đó. Thì bây giờ em cứ soi xét đi rồi cho nhau cơ hội. Tại vì mình cũng là lớn rồi, cố gắng bấm nút ngay Thảo. Thấy thường không? Em trai đi với ai anh? À, anh đi với năm thành viên ngồi phía trước. Em gái và em trai, cháu gái. Và có một cháu là kêu bằng ông Út, nhưng mà nó đăng ký lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Là cháu áo đen đúng không? Dạ. Trước tiên chào anh Quỳnh Linh, chào gì không? Em là em của anh Lộc. Thấy chị bên đây thì cũng được. Chương trình đã tạo cho anh chị cái duyên rồi, thì anh chị cho nhau cái nợ đều là duy nhất. Bây giờ cảm ơn anh Trang, mở rào đi. Rồi đó, anh chị cứ thoải mái đi. Anh tuổi con mèo, cho nên là anh tặng cho em một con mèo. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Nhưng mà em đến đây còn một cái món quà khác nữa. Dạ. Em ơi, anh không phải là kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đóa đào kia để thương tư hình bông, mà chỉ băn khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quá đau. Nó sẵn đài vậy đành nữ hát, tặng lại bài luôn đi em. Chỉ hát khúc thôi, chỉ tặng chương trình. Chưa phải nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người nguyện đời chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa. Rồi em xin hát đi. Rồi hay rồi, quá. Rồi hay vậy. Thôi, em hát hay quá. Đây đây, ngồi nhìn ảnh đi, ngồi nhìn ảnh nói chuyện nè. Đó. Hát được hả chị? Một cái cà vạt. Thì thường thường nam là chỉ có cà vạt với lại anh đeo em luôn không biết anh. Gì nữa. Em anh đeo luôn đi. Dạ đeo em đeo không biết đó, giờ em chưa có biết thắt cà vạt nha, anh không cần. Trồng vô là được rồi. Đâu phải nối phải cột sao? Cái trồng vô thử đi coi nó sao. Coi như buộc trói buộc thôi vô thì đi. Coi như cái này là em gửi anh về rồi em tự thắt giùm cho em, chứ em không có khéo gì cái chuyện đó. Lần đầu tiên anh gặp em thì cũng ngoài sức tưởng tượng của anh. Mình cũng đã lớn rồi thì mình nên chia sẻ những gì nó thuộc về là cuộc sống của mình. Còn những cái quá khứ mình nên bỏ cho nó qua, đừng níu lại để nó nặng đầu thêm. Cho nên anh mong muốn sau này là có thể là làm một người để cho em nương tựa được, phải không? Để chúng ta cùng đi tới một cái tương lai, đến cuối một cái con đường. Để người ta thường thường ta nói như thế này: đợi, thấy không? Ngàn năm anh vẫn đợi, nợ ân tình anh sẽ trả cho em, biến đau thương thành hạnh phúc đôi mình, để bù lại những gì em đã mất. Còn em thấy anh sao? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy anh là người chững chạc vậy. Anh nói thật với em, đời anh thì khổ có, sướng có, rồi rèn luyện trong quân đội cũng có. Cho nên có thể là mình thấu hiểu được những cái hoàn cảnh, cũng như anh và em cũng có một cái hoàn cảnh tương tự giống nhau. Ủa, anh là mà bên binh quân đội hả anh? Ngày xưa anh đi bộ đội. Cho nên anh lớn hơn em mấy tuổi hả? 6 tuổi đó, không có ít đâu. Rồi em thấy anh sao? Dạ thì em nghe qua cách nói chuyện thì coi như lần đầu mình không có thể đánh giá hết được con người. Đúng rồi. Thì cái đó là phải để thời gian trả lời. Hỏi có anh có hút thuốc không em? Em mới nghe anh nói có hút thuốc rồi phải không? Hút thuốc thì nói đúng là anh rượu, bia, cà phê là anh không uống được. Anh chỉ có hút thuốc, nhưng mà nói đúng là khi nào mà có chuyện gì buồn á là anh hút. Mà anh không có rượu bia thì sao anh cũng lại bị có bụng vậy ha? Chắc ngồi nhiều phải không? Ngày xưa là anh chạy tài xế mướn cho người ta,
rồi đi chợ củi á, những năm đó là đường nó không được liền như bây giờ, ăn uống thất thường, đau bao tử, xong rồi bắt đầu là anh đâm nghệ đen, nghệ nghệ vàng của mình với mật ong với muối thì anh đâm ra anh quậy nước anh uống, uống 3 tháng thì nó hết, hết xong rồi bắt đầu nó mập, nó mập kiểu là uống nước cũng mập, cho nên từ năm 95 giờ cứ vẫn vậy, không lên mà không xuống, cũng thì mập. Hiện giờ anh vẫn còn chạy xe hay sao? Thì anh vẫn còn chạy xe, bị nghề nghiệp của anh mà. Em ở thành phố thì anh ở Bình Phước thì cách nhau chỉ 100 cây thôi, nhưng mà trên đó thì gia đình anh thì cũng ổn định. Còn về trên đó sống á, ở dưới này em sống bằng nghề gì? Dạ em nghỉ bán lâu rồi em, 9 năm rồi. Đó, trong khoảng thời gian đó thì em chưa có con. Vậy thì mình cũng dễ tính rồi. Nhưng mà đối với anh thì anh có con khác, còn em chưa có. Không, thì nó mâu thuẫn là... về cái bản thân em là em chưa có con, ở tuổi này là rất là buồn. À, dạ. Cái đó nói về cái đó thì ăn thua người phụ nữ thôi, chứ anh thì lúc nào cũng được. Anh là vô tư. Ngắm là bây giờ anh nuôi nổi một bà vợ với một đứa con mới sanh nữa không? Nuôi nổi em. Đó thấy chưa, ta khẳng định ta anh nuôi nổi. Con nhỏ nhỏ anh cho nó bú được không? Nổi giùm em. Hả? Cái việc đó em yên tâm đi, anh đã qua hai đứa con rồi, anh rành lắm. Giờ anh cho em quyết định, muốn ở Hóc Môn thì vẫn được, không anh thu xếp được, còn muốn về Bình Phước cũng vẫn được. Đó, hay chị quá, tính sau đi ha. À, suy nghĩ thật là kỹ, đây có phải là cái người đồng hành với mình cho đến cuối cuộc đời hay không? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng anh. Đó. Chúc mừng, đứng xếp trên này. Rồi, hãy nắm tay nhau đi nào. Mình đã đồng ý hẹn hò. Người ta rất là mắc cỡ, cho nên anh làm sao anh làm? Dạ thôi, em xin cái đó thì thật. Cái vấn đề mà nắm tay nhau nó rất bình thường, không có gì mà khó khăn hết á. Đó, người bạn cũng nắm tay được mà em. Dạ. Muốn chi đây là mình đã chấp nhận, mình hẹn hò với đúng nhau rồi. Thêm cái nữa là gì, bấm nút hẹn hò bắt buộc mình phải hôn, nụ hôn đầu tiên đó. Chứ chị bấm... Dạ thôi, vậy được anh. Không được. Khi chị bấm nút chị nghĩ điều gì? Dạ thì em nghĩ là chắc để tìm hiểu đi. Đúng tại rồi. Vì cái quan trọng là cái lúc đầu tiên cái nhìn nó có thiện cảm rồi còn cái tìm hiểu nữa. Em biết không, thực ra cái nụ hôn này nó không phải là một cái gì đó ghê gớm. Đó là một cái sự là em xác nhận rằng đây là một cái người mà em có thiện cảm và cái người em sẽ chọn là để chúng ta sẽ tìm hiểu với nhau, để có thể là đồng hành với nhau. Linh ơi, 50 năm không tiếp cận với đàn ông. Đúng rồi. Thông cảm. Rồi, anh nhẹ nhàng coi nè. Đó, quá hay luôn. Nè. Từ lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi. Khi mà em gặp một cái chuyện gì đó em bị chảy nước. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Xin mời đàn gái nào. Trời ơi, xinh xắn quá à. Mời nhà trai. Ở đây đi cưng. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Vilaconix ở quận 4 ạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Còn bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Đức Bổng ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Em quê ở Phú Yên. Hiện tại em đang làm ở Nha Trang. Công việc của em là kỹ thuật bên hãng ạ. Hãng Lixil ạ. Em ở làm ở Khánh Hòa luôn. Dạ vâng. Sao dạ. Nhẹ nhàng quá vậy cưng? Nhẹ nhàng. Bay bổng mà. Nhưng bao lâu thì Trúc về quê một lần hả Trúc? Khoảng cỡ 2-3 tháng em về một lần. 2-3 tháng về, bây giờ về Khánh Hòa là có người đón rồi đó. Ha. Anh đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh và điểm yếu đi. Điểm mạnh của em thì em sống có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Em có kỹ tính không? Rồi khó tính không? Dạ em có kỹ tính ạ. Còn lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là em có mấy mối tình rồi?
Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhì thì em chia tay tính bây giờ cũng khoảng 5 năm. Tại vì em phát hiện người yêu của em nói chuyện với người yêu cũ. À. Trời ơi, thì nói chuyện bình thường thôi mà em. Lý do đầu tiên là nói chuyện với người yêu cũ nhưng mà lại giấu em. Dạ em phát hiện vô tình em phát hiện ra thôi. Người ta ngại ta giấu thôi, nhưng mà ta nói chuyện với người yêu cũ bình thường mà, đâu phải là người ta quay lại với người yêu cũ mới là quan trọng. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi. Em có nghe cái cuộc nói chuyện đó không? Dạ em thấy tin nhắn ạ. Nhắn cũng tình cảm lắm anh. Thì nói em ơi em khỏe không? Từ lúc chúng ta chia tay nhau rồi không gặp lại, chúc em khỏe hạnh phúc nha. Ví dụ vậy rồi sao? Nhớ đừng có gọi điện cho người yêu cũ nha. À. Đó thì hỏi vậy để cho Bổng bên đó là cẩn thận đó. Bổng có mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ba rồi hả? Đừng có gọi điện cho người yêu cũ, nhớ chưa? Bắt đầu từ bây giờ. Dạ là bạn mà. Hả? Là bạn rồi có gọi không? Không hả? Xạo. Em điểm mạnh điểm yếu em là gì Bổng? Em có tính hài hước nhưng mà với người bạn của em thì em hài hước. Còn lên sân khấu em hơi ngại. Em ích kỷ quá, em chỉ hài hước với bạn em thôi à. Phải hài hước với tất cả mọi người đúng không, cho nó vui. Dạ thì khi mà thân nhau thì em mới thân nhau hả? Còn sao trước kia là ngại đúng không? Dạ vâng. Điểm yếu của em là khi mà em gặp một cái chuyện gì đó tim em đập nhanh là em bị chảy nước. Chảy nước hả? À ra mồ hôi tay. Ra mồ hôi tay. Ra mồ hôi, nó ra mồ hôi. Tưởng tôi giật mình nghe, tưởng chảy nước gì. Tôi tưởng tè dầm không. Sau ba mối tình đó thì em rút ra một bài học kinh nghiệm là gì? Là lỗi là do ai? Em chưa biết quan tâm bạn nữ là... Đó, cái đó rất là quan trọng nha. Chưa biết quan tâm. Rồi bây giờ là em ổn định chỗ Khánh Hòa chưa? Dạ ổn định. Em còn muốn đi đâu nữa không? Dạ không. Vậy là lấy vợ là phải về Khánh Hòa đúng không? Dạ. À rồi. Bổng ơi, mà ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Trời ơi, có nghĩa là sao? Là bây giờ ba người đó đều là bạn của em hết hả? Dạ vâng, ví dụ có thể bạn ở Sài Gòn thì có thể gặp nhau uống cà phê là bình thường. Trời, gọi điện mà còn bực mình nữa. Trời. Làm gì cái đàn gái cái. Trời ơi. Đàn gái. Đó, bởi vậy tôi cố gắng tôi hỏi, anh nói em nghe nè, gọi điện cho người yêu cũ hay là uống cà phê người yêu cũ hay là trò chuyện yêu cũ, chuyện nó cũng bình thường mà em gái. Không có bình thường. Sao bình thường? Không. Tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với cái công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không nhất thiết. Cái chuyện mà từ người yêu mà thành bạn á, thì nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà nó cái xác suất của nó rất là ít. Nó là trường hợp đặc biệt. Ví dụ với những người mà họ cởi mở, họ đồng ý thì không sao. Nhưng với những người mà họ không thích cái điều đó, mà mình làm cái điều đó là hoàn toàn không thích. Không yêu nhau là bạn nhau, là tốt với nhau. Trên cuộc đời này mấy ai hiểu chúng ta, chỉ có một vài người có thể hiểu chúng ta, đó là một trong những người yêu cũ. Hiểu chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, cũng đâu phải là yêu nhau đâu. Ủa mình chia tay là cái chuyện nó rõ ràng rồi. Chỉ là bạn tốt với nhau cũng được mà, gọi điện thôi mà làm gì phải chia tay. Nhưng mà gọi điện không, tức là không phải, nếu như không cần thiết thì cũng không cần thiết phải gọi. Ủa, tại mà vì cần người ta mới gọi chứ, ví dụ như giống như Vân nè, rõ ràng hả, mà đã hết yêu nhau rồi thì thôi nha. Còn bắt buộc ví dụ như hai người đó phải chung một môi trường làm việc đó, mình phải chấp nhận. Nhưng mà còn nếu không thì thôi. Không có lèn èn. Đàn ông mấy người á, tôi nói thiệt, không có lèn èn. Có những cái điều mà say nắng tầm bậy tầm bạ, rồi say mưa, rồi say gió, say đủ thứ, chứ không phải là say nắng không. Không có say được. Người ta nghĩ là đó là người bạn tốt thôi. Trở thành người bạn tốt thì nó giúp ích tốt cho chúng ta thôi, chứ có gì đâu. Thực sự Vân nói cho Linh nghe, cái đó là Linh thôi. Linh không phải nói riêng cho Linh, Linh nói cho nhiều người. Vân nói không phải là ai cũng như Linh cả, hiểu không? Tại vì nếu mà tốt nhau quá bỏ nhau làm chi vậy? Thì lúc đã đó vừa yêu nhau vừa tốt với nhau, vừa là bạn tốt với nhau được, thôi bỏ nhau làm chi? Người ta không hợp nhau một vài vấn đề, nhưng mà người ta trong vẫn hợp nhau vì bạn bè có thể giúp nhau trong cuộc sống. Tại vì mình trong cuộc đời mình còn rất nhiều bạn, chứ không phải là chỉ có những người bạn đã từng đi qua đời thích mình. Chơi với người bạn cũ hơn. Thì đó là quan điểm của Linh. Chính vì vậy mà không phải ví quan dụ điểm như của nhiều ví người. Dụ không có nhiều người giống như Vân là không em. Quan điểm của em sao? Dạ giống chị Vân. Giống chị đúng không? Dạ. Cái gì tôi rõ ràng cái đó. Tôi là đâu ra đó rõ ràng. Mới lèn èn. Không có lèn èn, người ta quan hệ ngoại giao, người ta giúp đỡ nhau cho công việc. Ok, nếu vậy thì tớ với cậu không chung một con đường nhá. Mình vẫn là song song. Không. Ok, mình chỉ là ông mai bà mối thôi. Mình vẫn chơi chứ với mình nhau. Không thể là người yêu nhau được. Ok. Mình vẫn là bạn tốt với nhau.
không là gì cả nha. Rồi nói vậy thôi chứ chuyện đó chuyện của em nha, anh nói vậy nhiều người thôi. Thực ra là gì nè, gọi không gọi là chuyện của em nha. Nãy giờ chị với anh Linh á, là làm cái điều đó để em thấy rằng á là không phải ai cũng nghĩ như mình, em hiểu ý chị không? Ví dụ như anh Linh nghĩ như vậy nhưng mà chị không nghĩ giống như anh Linh. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Quan trọng về con người tính cách hơn ạ. Hiền, có phẩm chất tốt, khuôn mặt phúc hậu. Có nhiều người mặt gian nhưng mà cái hồn, tâm hồn ta rất là tốt. Hỏi người ta, ta trả lời mà còn la người ta mình là phân tích thôi mà, đâu có la đâu. Ta thích cái nét nhân hậu, ta không thích cái nét phản diện. Nói vậy tội nghiệp, có những người mặt phản diện nhưng mà tâm hồn, tâm rất là tốt thì sao? Cao 1m68 trở lên, vừa người, không quá mập cũng không quá ốm. Mũi cao, chân mày không sáy đuôi. Gì? Xoáy đuôi gì nè, phải không? Xoáy cái đuôi lên nhìn là lên. Trời, yêu cầu lại rồi, là những người đó là thường là chân mày tướng đó nha. Đúng rồi, chân mày xoáy đuôi. Thì người ta không thích lấy quan chức, cười quá. Chân mày thích lấy người bình thường thôi. Mũi cao, gương mặt sáng. Mũi cao, mặt sáng, chân mày không xoáy đuôi. Dạ, mũi em thấp. Không thấp đâu. Rồi, được rồi. Rồi còn bên đó? Bên đây em muốn tìm người yêu thế nào? Tí nữa cái ngoại hình thì em sẽ chiếu lên. Em có làm một cái video ạ. À, rồi giữ vậy đó hả? Cái đó là em cắt ghép của từng bộ phận của khuôn mặt. Mở rào ra thì em mới chiếu clip và có giống cái người yêu không, tưởng tượng em không, đúng không? Còn tính cách thì chỉ cần người ấy thương cha mẹ giữa bên nội bên ngoại. Dễ thôi, mình thương yêu gia đình người ta, người ta thương yêu gia đình mình thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em và hai đồng nghiệp ở công ty ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Hương Giang, em là đồng nghiệp của chị Trúc. Thì với em thì chị Trúc trong công việc là một người rất là tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình. Anh này thì nhìn thì cũng mạnh mẽ, chắc là cũng che chở được cho chị của em. Nếu mà có tiến được với nhau thì mong anh là sẽ thương yêu và che chở cho chị của em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phát. Đây là mấy anh em bạn học chung với Bổng, chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Thì Bổng là một cái người mà gọi là rất là đáng tin. Nhưng mà là về mặt giao tiếp á, thì ở trong giao tiếp bạn bè rất là hòa đồng, vui vẻ. Đặc biệt là Bổng hát rất là hay. Đi ra ngoài á, thì giống như là thuộc vào á, không có dám nói. Coi như là Bổng đi ra ngoài là thuộc vào hả? Nhìn bạn nữ này rất là xinh xắn thì em nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Em tên là Phát. Dạ. Hai đứa này chơi chung được á, Bổng Phát. Được. Thiếu đứa học nữa. Phát học Bổng. Thôi giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Vấn đề là do em nha. Mở rào. Trúc Bổng Phát nha. Cảm ơn mày. Dạ cảm ơn. Nó lớn lên Bổng. Em nói cái ý nghĩa cái món quà kẹo của em đi Bổng. Dạ món quà em tặng là tất cả đều là kẹo ạ. Bên trong nó có đủ mùi hương ạ, ngọt bùi cay đắng ạ. Cái hộp quà là hình tròn. Em mong rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ trải qua ngọt bùi cay đắng và sẽ không có điểm dừng và điểm kết thúc. Mở đi cưng. Trời, trai mà nhút nhát quá trời quá đất luôn. Dạ, ý nghĩa của món quà của em là em muốn có một mối quan hệ gắn kết lâu dài cho đến khi già và tình cảm vẫn mặn nồng vui vẻ như là bức tượng này ạ. Rồi cái clip của em đâu em tặng luôn đi. Dạ, cái clip phải nhờ chương trình chứ. Rồi. Chào em. Tuy rằng chúng ta chưa được gặp mặt nhau, nhưng anh làm video này để đưa ra một mẫu người lý tưởng của riêng anh trong giấc mơ. Đầu tiên, hình mẫu người lý tưởng của anh là chị Ngân Khánh. Vì chị ấy có dáng người rất là đẹp, tính cách chị ấy sống rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Anh muốn người vợ của anh sau này cũng điềm đạm và nhẹ nhàng với anh và các con như vậy. Anh rất thích đôi mắt của Hà Lan, một đôi mắt sáng long lanh. Giờ thì đến một cái sống mũi rất là cao giống như Tây vậy. Không biết em có đoán ra của ai không nhỉ? Thôi để anh nói luôn nhé, đó là của chị Hồ Ngọc Hà đấy. Chị ấy có sống mũi rất là cao. Và cuối cùng là nụ cười. Anh rất ấn tượng nụ cười của chị Tân Thanh Hà. Nụ cười của chị ấy rất là tươi và tỏa nắng. Đó chỉ là vẻ bề ngoài về mẫu người lý tưởng của anh. Nhưng thực tế đối với anh, mẫu người lý tưởng là người có vẻ đẹp tâm hồn,
một người cùng anh vượt qua mọi khó khăn và đi hết con đường còn lại của cuộc đời. Anh hy vọng cuối chương trình em sẽ cho hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, Trúc, em nói về cảm xúc của em sau khi em xem cái clip của Bổng đi. Em có nghe được bạn nhắn nhủ điều gì không? Dạ cũng có ạ. Thì em ấn tượng với cái lời nhắn nhủ của bạn, nhưng mà về cái hình mẫu của bạn thì em hơi lo ngại vì tiêu chuẩn cao quá. Không, cái này cái câu cuối cùng vẫn là vấn đề là tâm hồn. Cái này mà thực tế chỉ là mình làm cho vui thôi. Nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất chỉ là cái tính cách thôi. Quan trọng là trái tim mình còn rỗng đó. Trái tim bạn có rỗng hay không? Linh phân tích đi Linh kìa. Cái mẫu hình của Bổng là mắt của Hà Lan, mũi là mũi của Hồ Ngọc Hà, dáng là dáng của Ngân Khánh, nụ cười như Tăng Thanh Hà. Thì chị thấy Trúc dạ giống mà. Giống không? Em cảm nhận là bao nhiêu phần trăm ở Trúc? Em nói đi Bổng. Dạ 95%. 95%. 95% thấy chưa? Trúc xinh quá. Trúc hỏi mình trước. Trúc xinh quá, Trúc hỏi mình trước đi kìa Trúc. Anh quan niệm tình yêu như thế nào ạ? Bây giờ Bổng cũng lớn tuổi rồi, cũng 29 thì cũng bố mẹ cũng cần lập gia đình. Tại vì nhà Bổng anh chị có gia đình hết thì bố mẹ bây giờ cũng ở với mình à. Nên là Bổng cũng mong rằng tìm được một người sẽ đốt cháy giai đoạn tình yêu để đi đến hôn nhân luôn, nếu mà mình hợp nhau. Cười đi Bổng, mặt em khổ quá. Em nói em cười mặt em tươi liền, thấy không? Cười mặt đẹp trai mà bản lĩnh với sợ mà mặt không cười, mắt ớt. Mặt thấy khổ lắm. Cười cho chị. Cười không, thường trực. Trúc cười á, rất là xinh luôn á. Đừng có quạo nha. Cười rất xinh, đó, mà quạo là xinh đó. Là luôn luôn phải cười nha Trúc nha. Dạ. Hai bạn phải cười, hai bạn cười đều vui và đẹp trai đẹp gái hết á. Trúc thấy khuôn mặt Bổng làm sao? Cười, em cười đi Bổng. Cũng có phúc hậu ạ. Phúc hậu. Ở Khánh Hòa Trúc ở chỗ nào? Dạ em ở Cam Ranh, ngay thành phố Cam Ranh luôn ạ. Anh ở Nha Trang hả? Đúng. Trúc có ý định muốn về gần nhà làm? Nếu mà ở quê có công việc tốt quá thì cũng sẽ suy nghĩ là về quê. Tại là công việc của em thì ở trong Sài Gòn nó phát triển tốt hơn ấy. Nên là hiện tại thì em vẫn muốn là duy trì công việc ở trong này. Em xuất hàng ở bên nước ngoài cho khách á. Nha Trang hình như cũng có thể làm được. Nhưng mà mặt hàng của em là đa số ở trong này nó mạnh hơn. Anh về được bao lâu rồi á? Về được 2 năm. Trước mắt thì chắc phải nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhớ nhau thì cuối tuần em vào. Sao Trúc thấy thì sao Trúc? Dạ được chị. Trời cười có duyên quá. Cười giống gì á, giống Cổ Thiên Lạc. Bây giờ Trúc hỏi đi, Cổ đi lạc hả? Cổ Thiên Lạc, ông thiệt tình đó ông Linh à. Em không thu xếp được công việc về quê thì anh có chấp nhận vì em mà vô Sài Gòn không? Cái này thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chung Bổng ở đâu Bổng cũng có thể làm được. Nhưng mà Bổng vẫn mong muốn là Trúc có một cái hơi hướng gì đó mình về gần gia đình. Nói chung ba mẹ của Bổng thì Bổng cũng muốn là mình chưa trả ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Bổng cũng muốn là sẽ ở gần để lỡ ba mẹ có chuyện gì thì mình về cho nó kịp, nó nhanh đó. Chị cảm nhận là đây là một người rất là nhân hậu. Mà nhân hậu như vậy đúng ý của em luôn đó. Chứ chị thấy về ngoại hình là hai đứa rất là ok luôn. Một đứa thì là hội tụ tất cả những cái gì đẹp nhất của các ngôi sao Việt Nam. Còn một đứa thì có một cái nét của một người đẹp nhất như Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc. Trời ơi quá xứng rồi đúng không? Bây giờ mà em hát được nữa là em Cổ Thiên Lạc luôn đó. Nên hát một bài thiệt là say đắm thôi. Dạ hơi rung. Đánh gục đối phương liền cho chị. Đó, phọt viết ngon lành, trai cao. Tiến tới luôn cổ Thiên Lạc. Đó. Rồi đó, nắm tay rồi hát hò đó coi nè. Dạ tay ra nước rồi. Nó rung nó ra nước. Bổng sẽ hát bài một đoạn điệp khúc bài Suy Nghĩ Trong Anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi,
Anh nghĩ cũng đủ rồi, nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Nhưng khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Trời ơi, Bỗng bây giờ Bỗng tỏ tình một cái câu nào mà cho chắc rồi. Cú để cho nói hạ gục đối phương nào. Một lần đi rồi bắt đầu qua bấm nút Bỗng. Chị khoái Bỗng ghê luôn á Trúc. Thiệt. Nó duyên ngầm đó em ơi. Dạ em rung quá. Rung gì em nói với người đối diện đi. Trúc này tiếp lửa đi Trúc, mãi cho nắm tay cho bớt rung đi Trúc. Em sợ anh rung hơn. Dạ tay lại ra nước. Rồi chảy nước ướt nhẹp. Tay là môi. Nắm tay đi. Ta ra dấu từ nãy giờ. Nắm tay. Thôi nói đi. Chúc chúc rất bình tĩnh. Bỗng sẽ cố gắng làm và sẽ chúng ta sẽ ngồi với nhau để định hình lại công việc của mỗi người, và Bỗng hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết con đường hết cuộc đời này. Được rồi. Nói gì vậy anh? Cùng nhau. Người ta nói cho đối tượng người ta nghe thôi. À, nói cùng nhau đi cứu chân trời vậy đó hả? Rồi thôi được rồi. Kệ nó, miễn sao Trúc nghe được rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuẩn bị quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Hay quá. Đẹp. Hay quá. Đi. Nắm tay cưng nhau đi. Nhìn nó cưng dễ sợ luôn. Em chị không biết em có cưng không chứ chị cưng nó ghê luôn á. Nắm tay đi Bỗng. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau đó. Trao đổi với nhau cố gắng là về Khánh Hòa hay là về thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, yêu nhau và chăm sóc mối tình này. Dạ. Hả? Dạ. Dạ không? Dạ. Thấy rung động chưa? Dạ rung. Thích không? Dạ thích. Thích thì hôn ngay hôn đầu tiên đi. Mình xin phép nhé. Điểm yếu của em á là hơi tò mò và là nóng tính. Em khá là tự ti về bản thân của mình. Tại sao em lại tự ti? Trời ơi, thật quả là bất ngờ luôn á. Đi làm bên ngoài về rất là mệt mỏi rồi, nhìn cần về nhà mình cầm một cái nụ cười thôi là đủ, là cảm thấy như là có cái sự kích thích lên chút xíu. Chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em. Dạ. À, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Dạ. Chúng ta cùng giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe nha. Dạ. Mời em trai. Xin phép được chào chú Hoàng Linh và cô Vân và tất cả mọi người khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Nam, năm nay mình 29 tuổi, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nam làm gì Nam? Dạ em làm nhân viên thiết kế. Thiết kế về quảng cáo, về... Không, dạ em thiết kế về những cái dụng cụ máy móc và linh kiện của bên cơ khí. À cơ khí. Dạ. Còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Hoàng, em năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là em đang làm y tế cho trường học. Y tế hả? Dạ đúng rồi. Làm y tế có nghĩa là em làm ở phòng y tế đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Hoàng nói về điểm mạnh và điểm yếu của Hoàng đi. Dạ điểm mạnh của em thì em là một con người có cái tính rất là cố gắng. Em luôn cố gắng tất cả mọi việc. Bên cạnh đó thì em có sở thích là rất thích chăm sóc gia đình của mình như nấu ăn. Dạ còn điểm yếu của em thì em khá là tự ti về bản thân của mình. Thôi em tại sao có bao giờ em có soi kiến không? Nhà em có nhiều kiến không? Dạ có. Rồi em có soi kiến hàng ngày không? Dạ có. Tại sao em lại tự ti? Trời ơi thật quả là bất ngờ luôn á. Em tự ti về điều gì ở trong con người của em? Tại em thấy em còn thua thiệt nhiều người ngoài xã hội lắm. Chị nói em nghe, cái nghề nào cũng cao quý của nghề đó hết, không có gì là thua thiệt hết. Không bao giờ được suy nghĩ như vậy. Hiểu chưa? Dạ. Linh hả? Linh ông mối ông qua đây đi ông mối.
Trời ơi, ông mình nghe đây. Cái giọng nhỏ nhẹ vậy mình biết cô này rất là dễ thương rồi. Ông qua đây. Bây giờ nè, phải từ từ tôi qua tôi hỏi mình đằng trai đó. Dạ. Em có điểm yếu điểm mạnh gì nói cho đàn gái nghe để anh qua anh giao lưu đàn gái chút xíu coi. Dạ, điểm yếu của em á là hơi tò mò và lại nóng tính. Tò mò mà nóng tính nữa. Dạ. À, còn điểm mạnh của em á là năng động và siêng năng và chịu khó lắng nghe và học hỏi những cái gì mà tiếp thu mới. Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, từ đó giờ em có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ. Mối mấy năm? Cái mối hồi trước là thời sinh viên á. Còn là đi học á thì trong trường học cấp 2 đã có. Rồi sau khi mà đi học trên sinh viên học đại học lên á thì em có quen một bạn nữa, nhưng mà đã do là bạn đó đi qua nước ngoài lập cơ yêu xa đúng không, định cư đó là chưa xa mặt cách lòng mà chia tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là biết cái tình trường rồi. Con em nè, bây giờ tôi hỏi con người vậy mà tự tin tự ti là sao? Em chào Quỳnh Linh. Trời đất ơi, sao mà xinh dữ vậy, rất có nét nha. Dạ, thật chất luôn á, mà điều dưỡng ai cũng thương hết. Mà nói hỏi là em cái điểm yếu của em là em tự ti, là nước mắt ngấn lưng tròng rồi đó. Bởi vì tôi mới kêu ông qua là tự lý do cái đó. Gì vậy? Ông nói thử con người này mà tại sao tự ti. Bây giờ nói thẳng luôn, em xinh đẹp em có quyền đó. Đúng, em đẹp em có quyền. Đẹp mà rất cân đối nha. Chắc nhiều người yêu lắm đúng không? Dạ không. Có bao nhiêu mối tình rồi? Ừ. Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Tại sao chia tay? Em chia tay người ta hay người ta chia tay em? Dạ người ta chia tay em ạ. Trời ơi, khó hiểu thiệt chứ. Tại sao? Lý do? Lý do là do hai đứa không cùng quan điểm nên là không có đi đến được xa. Trời ơi, xinh xắn như vậy mà tự ti mới tự ti cái gì? Công tử. Đã được rồi, coi chàng trai. Trời ơi. Thấy chưa? Trời ơi, chào cưng. Trẻ trung. Thôi à. Ngồi đi nào, chỉ là hai đứa đứng về ngoại hình thôi là tôi thấy xứng rồi đó. Đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm người yêu lý tưởng nào mình nói bên đàn gái đi. Dạ, mong người lý tưởng thì con cần một cái nụ cười tỏa là xinh đó. Một cười tỏa nắng. Dạ đúng rồi, dạ cần nụ cười khi đi làm bên ngoài về rất là mệt mỏi rồi, mình cần về nhà mình cầm một cái nụ cười thôi là đủ, là cảm thấy như là có cái sự kích thích lên chút xíu. Chính xác. Cô này cười tươi lắm. Ôi. Và nhẹ nhàng nữa, đúng không? Đó. Dạ. Rồi sao nữa nè? Thì con chỉ cần khi như vậy thôi là da trắng một xíu. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn đúng không? Nếu mà hơn cái ưa nhìn là coi như mà quá đẹp thì là quá tốt đúng không? Dạ, ưa nhìn luôn. À, đàn gái. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, theo em thì em không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Quan trọng là đối phương của em là hiền, biết quan tâm chia sẻ, không hút thuốc, rượu bia thì biết chừng mực à. Có thích đẹp trai không? Chút chút cũng được ạ. Em không thích điều gì đó ở đàn ông hả? Em không thích đó là điều không thật lòng. Không thật lòng. Dạ đúng rồi. Cái này khó nha. Dạ. Để hiểu được lòng nhau cũng cần thời gian lâu lắm. Thôi được rồi. Còn bạn ra bạn không thích điều gì ở phụ nữ? Dạ, giả dối. Giả dối. Dạ. Một bên là không thật lòng, bên là giả dối, chúng nó giống nhau rồi. Đúng nhau. Hôm nay Cương đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi có đồng nghiệp của em. Có đồng nghiệp. Mời đại diện đàn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cùng các bạn ở có mặt tại trường quay hôm nay. Mình xin giới thiệu là mình làm chung với lại Nam cũng gần được khoảng 2 năm nay. Nhận xét với Nam khi mà làm chung hàng ngày đó thì bộc lộ hết, thì mình thấy được là Nam vui vẻ nè, nhiệt tình với những cái bạn trong công ty. Còn nãy giờ thì thấy em giới thiệu về mình, thấy em làm bên điều dưỡng. Thì theo như cá nhân của Quốc Nghĩ á, rất cần thiết cho một cái gia đình. Với lại hồi nãy là bạn Nam bên kia có nói là rất thích một cái nụ cười, mà nãy giờ từ khi xuất hiện trên sân khấu tới bây giờ là cười mỉm suốt luôn, rất là dễ thương. Thành ra là qua cái chương trình này cũng mong là hai bạn tạo cho nhau cái cơ hội tìm hiểu, và nếu mà có duyên nữa thì tiến xa hơn thì tuyệt vời. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Em đi với ai? Dạ em đi với lại em trai của em ạ. Em trai ơi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Dạ, em xin chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em thấy tốt nhất ở chị của em đó là chị em rất là nỗ lực và luôn luôn phấn đấu để dần hoàn thiện cái về cái con người của mình cũng như về cái sự nghiệp của mình. Và trong cái tình yêu á, thì chị rất là thật lòng. Em hy vọng trong cái chương trình ngày hôm nay á, thì chị sẽ tìm được ngọn lửa, cái hơi ấm của cái anh bên này. Em cũng cầu chúc cho hai người tiến xa hơn trong cái con đường tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào đi. Mở rào đi cơ. Mở rào.
bắt đầu đi. Dạ. Không gian này là của hai bạn đó. Quá nhiều. Anh chào em. Anh có món quà nhỏ này để tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Mong em nhận cho. Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Ok, thank you. Đằng trai đó Linh vừa mới gặp cái là wow. Xin phép chú Huyền Linh với cô Anh Văn thì bàng hoàng mở món quà ra xem thử có cảm thấy như thế nào món quà này. Món quà này là ở đâu em mua hay là sao? Món quà này là tự tay mình làm trong những lúc thời gian mà nghỉ trưa, mình dành một chút mỗi ngày thì mình làm một chút vậy đó. Anh có tặng thêm cho em là cái son môi nữa, tại vì anh thích thiết thực hơn. Dạ em cảm ơn. Chu đáo quá ha. Còn bạn gái tặng quà có ý nghĩa gì không? Trong đó em sẽ tặng anh một cái móc khóa hình viên thuốc để khi mỗi lần anh đi đâu anh nhìn cái viên thuốc anh sẽ nhớ là anh có từng quen biết em. Ok. Dạ. Thì theo em á, cảm nhận của em á, hiện tại giờ đang gặp anh như thế này thì cảm nhận như thế nào nhỉ? Em khá là rung. Khá là rung. Rung là sao? Rung là gặp anh hay là rung về vấn đề là sao nè? Thì nhìn anh em cảm thấy là anh là một con người rất là chín chắn. Trong lời nói của mình, trong lời nói của anh em cũng cảm nhận là anh rất là thật lòng. Trong từng lời anh nói, từng lời anh chia sẻ. Ok, cảm ơn em. Thì trước khi mới mở rào ra thì anh nhận thấy trời ơi, wow, một nụ cười rất là anh không thể nào mà tưởng tượng được. Tỏa nắng, đúng là một người tỏa nắng. Thì chết từ ánh mắt nhìn đầu tiên rồi. Rồi thôi chết rồi, thôi ông tự ông nói ông chết luôn rồi. Vậy đối với anh thì anh cần người phụ nữ của anh là chăm lo cho gia đình. Dạ, còn em chỉ cần người chồng của em một điều thôi. Dạ, em chỉ cần người chồng của em là chân thành là được. Còn nếu như khó khăn gì cũng có thể vượt qua, nếu như không có sự chân thành thì không thể nào vượt qua được bất cứ khó khăn nào hết. Ok. Dạ. Theo em thì khoảng bao lâu, nếu mà mình cho trong cơ hội khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới cái hôn nhân được? Em thì tuổi này là lúc nào em cũng sẵn sàng, quan trọng là đối phương của em phù hợp là em sẽ tiến tới hôn nhân. Thì theo dự định của anh á, thì có khoảng một năm rưỡi thì mình có thể cho thời gian là mình tiến tới cái chuyện là kết hôn. Thôi để giải tỏa không khí này, hát tặng bài cái đi, rồi mình tiến hành bấm nút đi. Vâng, nghĩ chắc Linh Vân uống trà sữa luôn đi. Chứ cũng để cũng không cần đếm luôn á. Đối với anh á thì theo quan điểm tình yêu anh á, thì anh không có cần phải hứa thật là nhiều, là mất công anh hứa rồi anh không làm được gì hết. Thì sẵn đây anh đến trình này, anh sẽ hát em một bài, một ca khúc của bài Không Cần Phải Hứa Đâu Em. Một khúc thôi ha. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Dù cho nay bao phong ba chia đôi ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao, tình luôn to sáng như những ánh sao. Và anh tin có một ngày em sẽ về với anh. Bây giờ chúng ta còn 30 giây nữa. Mình hãy nói những cái gì cảm nhận của đối phương và trong tim mình hiện nay thế nào. Hãy nói với bạn ấy biết đi. Dạ. Rồi tiến hành bấm nút. Cảm nhận của anh á, lần đầu tiên mà khi mà màn nó mở ra rồi, anh đã qua rồi, là anh cảm thấy là nụ cười em đã khiến anh là chết lúc đó rồi. Nhưng mà giờ từ khi gặp em á, cảm nhận khi mà gặp em rồi thì nói chuyện á, anh cảm thấy một người phụ nữ mà anh đang cần á là em chiếm hết là 80% rồi, còn lại 20% là anh để thời gian trả lời. Thì mình đến đây á là một cái duyên rồi, mình cho nhau cái cơ hội nha. Dạ rồi. Có em sao nói đi. Em cũng đến đây là cũng muốn cho mình một cơ hội, nếu như mà có thể thì anh và em cùng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Okay. Tiến xa hơn. Ok. Hãy để tay vào nút bấm. Đến bây giờ chúng ta hãy lắng lòng lại và kiểm tra xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. 1, 2, 3.
hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Bắt đầu từ bây giờ, bạn các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên, bắt đầu đi Nam. Xin phép em cho hôn em nha. Anh xin phép em